có di chuyển. Di chuyển xong là giám sát quay trở lại. Mời cái là lữ trạm này cho di chuyển ra khỏi vị trí này, đưa ra ngay ở trước cờ Tổ quốc. Chuyển ra cờ Tổ quốc như cái này. Đang là người đang vào nhập ngay. Mời thượng ngài chuẩn bị. Mời thượng ngài chuẩn bị. Sau thượng ngài là một thi công, là một thời ca và sau một ca một thi công. Thank you.
cho vấn đề là quyền cho vấn đề là công minh, nhưng mà phát triển nó không quyền cho. Giờ công minh bắt đầu kiệm đến đâu, xin mời trần lời đây. Đờ 40 căn cơ là đi đờ là đi kho cơ.